Này cũng hay ghê thế ha. Ừ. Hay chưa? Dạ. Ồ, đó là ra. Ủa gì kỳ á? Gì kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Tám mày làm gì vậy Tám? Có làm gì đâu. Cái nào tivi bị cháy một tí. Kỳ ta. Gì vậy? Ai làm gì kỳ trời? Ôi, bị cái gì rồi đây nè? Đang coi hay à. Tivi bị gì bà? Má. Tivi hư rồi kìa má. Ừ gì hư? Tao rút điện á. Ồ. Bà để mấy đứa nhỏ đang coi làm gì rút điện gì vậy? Trời đất ơi quên hả? 8 giờ rồi kìa. Nhưng mà giờ này còn sớm mà má. Dạ. Thì cho nó gia hạn thêm 5-10 phút nữa đi. Tại vì ta cũng mới có gia hạn chứ mà nói nguyên tắc quá sao được. Bữa họp rồi nhớ không? Ông còn ngồi đó xin xỏ cho tụi nó nữa. Đi vô ngủ với tôi. Tí. Tí vô ngủ với má rồi để cho má mở tivi lại cho tụi con coi. Tí. Thôi. Luật đã ra rồi. Bây giờ cả tới sáng không được đâu. Đi ngủ sớm rồi nghe. Kết thúc chương trình truyền hình đến đây là dứt. Ôi ngủ. Tí giờ sao tí? Coi. Thôi ta chấp hành ta đi ngủ để mai mới công bả mặt lớn mặt nhỏ ta mệt lắm rồi. Ngồi bây giờ ông lẽ ngồi đây ngó tivi hoài anh Bảy. Ờ, mày ngồi ngóng đi, đi ngủ. Mày đi ngủ. Ơi giữa trưa nắng nóng mày xây chuồng heo này chi vậy? Heo đâu? Phòng máy lạnh của tao. Sao sao tao mà mát? Ừ, cái này là cái phòng máy lạnh tao mới thiết kế đó. Rồi sao sao mày biết phát minh ra cái này hay vậy? Chứ làm sao mày, cái khó phải ló cái khôn. Mày thấy tao vừa đẹp trai vừa thông minh nữa nè, thiết kế ra cái máy lạnh gì khỏi tốn tiền mua đã vậy sao đã. Nhưng tao nghĩ không ra. Ủa mày qua đây chi vậy? Tính cũ mày đi câu nhưng mà mát quá, ở đây tận hưởng đi. Vô ê ê đau. Ê ngộ ghê à. Mới đây đi đâu hết trơn hết trọi, để nhà trong quơ trong quắc này nè trời. Ôi trời đất ơi, chết tôi rồi. Thiệt tình không chịu nổi á. Nó đi đâu thì làm ơn đứng lên thì tắt cái quạt giùm cái. Điện thì mắc như là cái gì á. Cha con nhà này ngộ ghê luôn á. Ai trả? Tôi trả tiền điện cho ai trả? Nhắc tới là bực chết luôn à. Bà lẩm nhẩm cái gì đó? Bà tối ngày tôi thấy cái miệng bà như không là da non. Ồ nãy giờ ông ở nhà hả? Ở nhà chứ đâu. Làm gì đằng sau vậy? Tắm. Trời đất ơi, sao mà ông tắm hoài vậy? Ngày tắm mấy lần luôn á? Trời đất ơi, nó nóng muốn chết. Không tắm là chết rồi chi. Thiếu điều tôi muốn leo vô cái hồ nước tôi ngâm ở trong á. Nhưng mà ông tắm nhiều vậy nó bệnh rồi sao? Bệnh quản gì? Nóng muốn chết không tắm sao chịu nổi? Rồi mấy đứa nhỏ đi đâu hết trơn, để nhà trống quơ vậy nè. Ở nhà bà không cho mở tivi, bà không cho mở quạt, tụi nó chịu đâu nổi. Kéo lại nhà bạn nó chơi hết rồi. Alo, tôi nghe nè. Phải ông chủ hôm nay không? Ừ. À, mời ông lên trên thì dọn phòng cho tôi tính, tôi dọn đi, không ở đây nữa đâu. Ủa, mới lại đi hả? Trời ơi, điện đóm thì mất từ tối hôm qua đến giờ, giờ tivi tôi cũng không coi được này. Giờ wifi cũng không dùng được, giờ máy lạnh cũng không có, làm sao mà tôi ở đây nổi. Ờ, được rồi, để tôi kêu vợ tôi xuống tính tiền. Ủa sao vậy ông? Khách ông đi, kêu bà xuống tính tiền kìa.
Ủa vậy cái cậu mới tới hôm qua hả? Mới tới hôm qua nay đi rồi. Sao mới tới đi rồi trời? Cũng ở cũng hơi lâu đó chứ. Đáng lẽ là tiếng đồng hồ sao người ta đi liền rồi. Trời đất ơi trời. Hôm nay mà bà cúp điện, bà cúp quạt, bà cúp tivi và ông cho ta coi, tôi cũng không hiểu, trên đời này tôi chưa thấy ai cho mướn phòng ngủ kiểu đó. Vậy giờ ông cho tôi lên giá phòng đi được không? Lên cái gì, đang cạnh tranh với người ta tùm lum, bà lên giá nữa ai ở? Trời đất ơi, cái này cũng không được, cái kia cũng không được. Vậy làm sao giờ? Thôi để tôi tính, bà đi xuống tính tiền cho ta đi. Ủa, mẹ con hơi nhái đâu rồi? Nó đi lên điện máy ở trên chợ huyện rồi. Cửa hàng điện máy trên huyện xe lắc xe lơ, ai chở đi? Thì thằng Bảy Cò chứ ai. Sao tự nhiên nay đi lên cửa hàng điện máy? Thì trời nóng nực quá, nên nó ẩm con nó lên trển á. Chứ ở nhà nhỏ đâu ngủ được đâu, ẩm lên trển cho mát. Ủa, nóng thiệt chứ, nóng chị không nổi luôn á. Ủa? Bà ơi! Gì? Tủ lạnh hư hả? Hư đâu mà hư, tôi rút điện ra đó. Sao vậy? Tại vì tiền điện lên quá, cho nên tôi quyết định từ nay khỏi xài, phải tiết kiệm, không được xài phung phí. Cái đó là nhu cầu cần thiết, chứ phung phí giống gì? Nhưng tôi nói phí là phí. Đó, rồi về nước đá rồi uống. Khát nước hả? Uống nước trà đi, tôi mới pha đâu. Uống đá chi cho nó dìm họng. Trời nóng vậy uống nước đá nó mới đã. Thì vậy thôi, ông đi qua quán bà Diễm Hồng á, ông mua đỡ 2,000 đá về uống đi. Trời đất ơi, nhà có tủ lạnh giờ đi mua đá uống hết nóng. Mà nó nóng dữ không biết nữa. Trời gì mà nó hầm muốn chết luôn vậy tôi. Ngủ nghe không yên gì hết trơn à. Thiệt tình quá. Có cách nào không vậy trời? Đã quá à, mát quá à. Trời ơi. Ơ vậy Tâm? Cái gì? Cái gì? Trời ơi, cái lưỡi dính. Tía, tía ơi, tía. Cái gì vậy bảy? Thằng Tám tàn. Tám sao? Cái đầu nó kẹt vô cái tủ lạnh rồi tía. Ủa đút đầu chống chi cho má kẹt? Dạ trời nóng quá, nó mở tủ lạnh ra, nó le lưỡi liếm cho nó mát. Mà ai dè, dính luôn rồi. Trời đất thánh thần thiên địa ơi, chưa có cái ngu nào mà bằng cái ngu này. Ủa nó điên hay sao vậy? Rồi giờ xử lý nó sao giờ tía? Rút điện ra, rồi chờ nước đá tan nó đi ra chứ có gì đâu. Dạ dạ. Chứ không lẽ giờ lấy cái dao cắt cái lưỡi nó hả? Ngày xưa khổ quá chính tự hôm nào. Chú đây, tôi... chú đây. Ủa, đi đâu ạ? À? Con hỏi chú đi đâu á? Đi mua nước đá, tôi nói nhà nóng qua mua miếng đá uống cho nó đã. Ủa, nhà chú có tủ lạnh mà bù hết tiền xài bán rồi hả? Vô duyên, mày nghĩ sao nhà tao mà cứ có tủ lạnh mà đi bán? Vậy chứ sao? Rút điện rồi. Ủa sao rút điện? Tao nói mày tháng rồi đó, điện nó lên quá trời lên luôn. Bà cầm cái hóa đơn tiền điện của bà xỉu ngang luôn. Trời, tưởng gì vụ điện đâu phải mình thím tư xỉu đâu à. Cả xóm mình xỉu hết luôn á. Ừ. Giờ ra đường ta đâu có hỏi ê phẻ hồng nữa đâu. Hỏi gì? Hỏi ê tháng này đóng tiền điện nhiêu vậy? Thì vui ha. Ủa rồi mày đâu? Con cũng đi mua nước đá. Bên mày cũng rút tủ lạnh giống như bên tao luôn. Dạ đúng rồi, tiền điện lên cao quá, má con đâu có cho hai anh em xài tủ lạnh nữa đâu. Cho nên đi mua nước đá về uống như tao chứ gì. Đâu có. Nước đá về bỏ vô cái máy của con. Ủa? Sao mà nói tao hoang mang cái trời? Nước đá bỏ vô cái máy là gì? Mới chế cái máy lạnh. Bỏ nước đá vô cái nó mắc người luôn chú. Máy lạnh? Dạ. Bỏ nước đá vô chế vô máy lạnh? Dạ đúng rồi. Chú Tư rảnh không? Rảnh. Qua nhà con đi, con cho chú Tư coi cái máy lạnh mới chế đã luôn. Trời đất ơi, nó nói cái đã gì trời. Đi chú.
Trời đất ơi, nói chuyện với mày mà nước đá tan hết ráo luôn nè. Trời này ra đường người ta còn tan, đừng chi nói chi nước đá. Chú Tư, mà nhiều nước đá đây là đủ đổ vô cái máy lạnh của con rồi đó. Thấy không? Bây giờ mày qua hỏi mày làm cho chú coi coi. Đi đi đi. Ông mới tắm nữa phải không? Nó muốn chết, không tắm sao chịu nổi. Nó nói rồi không có chịu nghe gì hết trơn á. Tắm thì tắm ít ít thôi, ngày tắm 3-4 lần. Nó giờ sổ mũi đây, kiểu này sắp bệnh đây nè. Bệnh là chết sắp gì nữa. Để mai á, tôi ra vườn hái mớ lá thuốc dòi nấu cho ông uống nha. Tôi lại bà thầy tư à. Bà để cho tôi sống cho lâu lâu chút đi. Uống thuốc của bà chắc tôi chầu trời sớm quá. Bể ruột hết thằng rồi, không chết là mai rồi. Bà chưa chịu bỏ nghề nữa hay sao? Cười gì mà cười hoài, ăn đi. Dạ mời tía má ăn cháo. Ừ, dạ mời, mời tía má. Cái gì mà nguyên nhà người con vậy? Trời ơi, nhìn đó, tôi nhớ chị hồi trước le lưỡi liếm tôi lạnh chi, nó không ăn được. Bà khéo đẻ thiệt chứ, đẻ ra con khôn nhất cái xứ này là dành khôn hết trơn à. Bà đó bà cười. Chắc không có phần ông Hùng chắc à. Ủa tiếp, bà chừng nào nó mới ăn uống lại bình thường tiếp. Đó mày hỏi bà bác sĩ nè, tao đâu phải bác sĩ đâu. Bà đâu quá. Hỏi bà thầy à. Nhắc hoài chuyện đó hả? Để bà đi ra giường của bẻ thuốc bà đắp cho. Rồi ăn đi. Giỡn hoài, ăn. Ủa hổ gà ba cái hông tây mình sao vậy? Không thấy móng nào hết ông ơi. Chắc nóng quá người ta chịu không nổi, người ta không ở đâu. Kiểu này mà kéo dài không biết làm sao à. Để tôi tính, tôi có suy nghĩ rồi. Ờ, ăn đi. Dạ, mời đi. Sao ông, sửa được không? Sửa cũng phải từ từ chứ. Mấy cái quạt này nó có hư cái gì, thường thường như khô dầu mình cho dầu vô là chạy thôi chứ có cái gì đâu. Đó nè, đó tôi chưa sửa xong mà thấy quạt nó mát rồi nè. Mát gì nè, tôi quạt mới mát nè. Ờ à, vậy thôi, cảm ơn. Quạt tiếp, quạt tiếp đi. Sao bây giờ tính cái cách nào để mà sử dụng làm sao cho nó đỡ tốn kém chi phí đi thiệt. À tía ơi gì? Con có cách rồi nè tía. Cách gì? Tía, hay là bây giờ á mình gắn năng lượng điện mặt trời đi tía. Mặt trời là sao? Là gì nè tía, con coi trên mạng nghe người ta nói á, khi gắn năng lượng điện mặt trời á, nó có cái tấm phát quang á, phát điện ra vậy nè tía, là nó sẽ hút điện vô trong này nè, mình vừa sử dụng ha, vừa tiết kiệm mà vừa bảo vệ môi trường nè mà an toàn nữa tía. À hen, vụ này có lý à. Dạ. Sao không rồi ta không nghĩ ra vụ này ta. Đúng rồi đó, gắn cái đó đỡ tốn kém lắm đó. Tía. Hả? Nghe nói gắn cái đó tốn tiền lắm luôn ấy nhà tía. Thì kinh doanh cũng phải đầu tư chứ con. Chứ nóng nực gì sao khách hứa ta chịu nổi. Dạ đúng rồi đó tía. Tía gắn liền luôn đi tía. Chứ để không thôi họ con chết khô trong mùa nóng này luôn á. Vậy tía định gắn thiệt không tía? Suy nghĩ coi, cái nào có lợi thì làm. Chứ để mùa nắng nóng này sao chịu nổi. Dạ. Nắng kiểu này đó, làm tóm tàn đó. Dính cái lưỡi vô tủ lạnh nhớ không? Cái này mà dính đó, tao nói lấy cái dao cắt ngang luôn đó. Dạ, đầu ngu. Tiếp, vậy tiếp quyết định gắn thiệt hả tiếp? Quyết luôn. Yeah. Ui. Ui. Ủa? Mày kiếm ổng có chuyện gì không vậy? Dạ thưa thím Tư mới qua chơi. Chú Tư làm gì đó? Ủa con mắt mày để chân cho đẹp hả? Nhìn là biết sửa quạt rồi còn hỏi nữa. Con biết là sửa quạt rồi. Nhưng mà thấy gia đình mình ảm đạm quá nên con hỏi cho nó rộn chuyện gì đó mà. Mày qua đây có chuyện gì không? Dạ con kiếm hai nhái. Kiếm hai nhái chi? Kiếm nói chuyện chơi vậy đó. Trời nóng nực quá nó ẩm con nó qua hàng xóm chơi rồi. Vậy hả? Trời ơi, vậy mà không chịu bồng con qua bên nhà con bển. Nhà rộng, thoáng, gió mát. Chú Tư, thím Tư. Con có chuyện quan trọng muốn nói với chú thím. Ở cái xóm này không có chuyện gì mày không quan trọng hết trơn. Mày rất là nhiều chuyện. Mày mà nói là mày kể 8 tháng chưa hết rồi. Không có nghe mày. Không nghe con cũng kể nữa. Giỡn chi?
nhà bác Hai Lúa đang gắn điện năng lượng mặt trời. Hả? Vậy hả? Dạ. Chà, ông, anh Hai chiến này anh chơi lớn dữ hả? Con thấy bình thường mà thím, mình có điều kiện thì mình lắp thôi. Với lại nhà nước mình bây giờ cũng đang khuyến khích sử dụng điện năng lượng mặt trời mà. Vậy hả? Dạ. Ông, nếu có tiền mình cũng gắn rồi ông ha. Ừ, nè. Ui, ui, ui. Hôm bữa chú thím trúng số tiền đâu? Điện thoại đó hả? Tôi quê đó hả? Kệ đó mày. Ông sao vậy? Quạt sửa xong chưa? Thôi, không sửa nữa. Mua quạt mới đi. Ho bệnh rồi đó thấy không? Trời nóng nực muốn chết. Điện rồi bà rút ra hết, không có cái quạt nào hết. Không tắm sao chịu nổi. Nói vậy, cãi lời tôi là thế nào cũng bệnh à. Uống thuốc đi. Đang nhức đầu, đang sổ mũi, đang ho, nhức đầu không chết. Bà đứng rồi lại như thế, lại như thế lỗ tai. Ủa chứ tôi nói không phải à. Nói là cãi. Uống hết luôn đi, bỏ uổng. Rồi giờ tắm nữa không? Pha nước cho tắm ha. Ờ quên, pha làm chi, tắm nước lạnh mát. Mệt bà quá. Lãi nhảy hoài. Mấy nhỏ đâu rồi? Rồi mấy nhỏ làm chi, nằm kia kìa. Đứa nằm ngủ, đứa ngồi coi tivi kìa. Mấy đứa nhỏ giờ nó sung sướng trở lại rồi ha. Thì giờ nhà mình gắn điện năng lượng mặt trời rồi, đâu tốn tiền điện nhiêu nữa đâu, cho con nó xài thoải mái. Giờ ông nằm quạt không? Mở quạt cho ông hen. Ủa muốn giết tôi hả? Đang bệnh, đang ho. Quạt lên cho nó nhập gió vô phổi, lên cho chết sớm hả? Hả? Đừng tâm mưu trạo phản hay gì? Giết chồng hả? Bán buồn kiểu này á, sao ta nuôi mày nổi heo ơi. Ôi. Ủa? Quán xá đâu ế nhễ, không có ai chơi của Hồng. Mày nhìn biết còn hỏi gì nữa. À, cô biết tại sao quán bán ế không? Biết. Sao? Tại nhìn mặt mày ám quá, sao tao bán được. Ê ê, cô đừng nói vậy nha. Bộ không sợ mất mối hả? Nói giỡn thôi. Mày biết sao mày nói tao nghe coi. À, tại con nghe người ta nói là quán cô bán mắc quá. Ai nói? Sao mắc? Ai nói? Mày nói tao nghe coi, mày chỉ tao coi coi. Ai nói? Cái gì vậy? Tự ơi. Cái gì vậy mày nói? Tao tức quá. Sao? Chưa gì á, mới nghe tới đó hả? Nhà đông đổng lên rồi. Chứ mày nói vậy ai chịu được chứ? Hả? Nhưng mà quan trọng á là người ta nói có đúng không? Để mình nghe mình biết mình còn sửa. Chứ không phải nghe xong đi chửi thiên hạ. Tao hỏi mày nè, bán gì mà kêu mắc hả? Tao bán chai nước suối có 10.000 bạc ha, ly cà phê có 15.000, sao gọi là mắc chứ? Trời đất ơi, cô nghĩ sao vậy? Chai nước suối người ta bán có 5.000 à, cô bán mắc hơn là 6.000 được rồi. Nghĩ sao bán tới 10.000? Cà ly cà phê người ta bán có 12.000 à. Nè, tại vì mày cứ ru rú ở cái xóm này mày không có biết. Mày phải đi đây đi đó. Tao lên Sài Gòn rồi, tao thấy người ta bán. Người ta bán nhiêu tao bán theo như vậy à. Không có mắc hơn đâu. Cô lên trển làm cái gì? Tao đi đầm sen chơi. Phải rồi. Nghĩ sao trên đó khu du lịch, trên đó người ta bán giá đó là phải rồi. Mình đây ở quê mà cô ơi. Nói thiệt á, tao bán mắc hơn chút á cũng có lý do của nó. Lý do gì? Tại vì ở đây á, tao mua thiếu nhiều quá, tao phải bán mắc hơn chút tao mới đủ vốn chứ. Rồi bộ tính ăn lời cắt cổ người ta hả? Có mấy ngàn mà cắt cổ, mày nói quá. Nè, mỗi thứ một chút, gom lại thành một đống rồi nha. Thôi, coi làm sao để giảm giá xuống cho bà con người ta được nhờ.
Để ta suy nghĩ đã. Suy nghĩ gì nữa? Cái gì phải từ từ chứ. Thôi, cô cứ suy nghĩ đi. Miễn sao bán hợp lý là bà con mua ủng hộ à. Vậy chắc phải kiếm gì làm thêm. Chứ bán buôn đã nhỏ mà còn lợi ích nữa, sao sống nổi đi trời. Chứ bán mắc quá ai làm uống. Thôi nha mày, thấy tao yên làm tới rồi nó mắc hoài à, mới sáng sớm à. Làm gì dữ. Nghe nè. Hỏi chị chút coi. Cái gì vậy? Điện đổi chiều nhanh vậy? Tao đang nói chuyện tình cảm với mày, mày đứng cho tao chửi à. Tụi cái ghê quá. Lâu lâu rồi đã được làm giá mà, khác chứ. Mày có biết á, có cái công việc gì mà làm tại nhà, ví dụ như đan lát hay là gia công hay cái gì gì á mà làm thêm không? Chỉ cho cô chứ. Bộ cô không muốn làm hả? Kiếm thêm vậy mà. Vậy thôi, để nhớ thử coi. Thôi mày cứ nhớ đi. Bây giờ mày uống đi cà phê nha. Mở hàng tao coi. Ok. Vậy nha. Gì nữa? Bao nhiêu? 12 ngàn, được chưa? Hợp lý, chịu. Nè, cà phê nè. Làm cái gì vậy? Nhớ rồi. Giật cái mình à. Hôm bữa con có ra ngoài chợ, có thấy công ty gì đó mới chuyển về. Rồi dán cái tờ thông báo là tuyển nhân viên gì á. Tuyển nhân viên hả? Mà có độ tuổi của cô không? Có, đủ. Chắc không? Thiệt, mấy cô ra coi thử đi. Vậy ở đây mày coi quán giùm cô ha. Dạ. Nhớ, người ta mà có mua mày nhớ mày bán đúng giá như lúc trước giờ. Đừng có xuống giá nha, nhớ nha. Biết rồi. Ê, bà nè, đi chậm thôi. Chạy nhanh quá coi chừng hụt hơi chết à. Ê bà, rồi chừng nào bà tính lên Sài Gòn lại? Ê, tôi cũng chưa biết nữa. Rồi công việc ở trển sao? Sắp xếp hết chưa? Tôi cũng sắp xếp trển hết rồi. Nếu như tôi lên trển thì tôi làm lại, còn không thì thôi. Mà tôi nghĩ chắc bác hai cũng không muốn cho bà lên đó mượn việc nữa đúng không? Tí nói ở đâu cũng phải làm, sao không lập nghiệp ở dưới đây? Đi lên trển chỉ cho xa xôi. Ừ, tôi thấy cũng phải á. Nhưng mà ở dưới quê thì biết cái công việc gì mà làm. Tôi cũng vậy nè. Ở nhà hoài à, không biết làm gì hết trơn á, chán muốn chết. Không lẽ tôi với bà phải làm công nhân? Thôi đi bà, nghĩ sao làm công nhân, thời gian đâu mà làm. Tôi còn mắc thằng nhỏ nó kia kìa. Ca này khó nha. Thì bởi. Có ai ở nhà không? Hình như là tiếng của cô Hồng. Dạ có. Ủa cô? Thằng nhỏ ngủ hả? Dạ. Thằng cu nó mới ngủ. Ủa cô tìm tía má con hả? Kiếm bầy đó. Nhưng mà cô qua đây kiếm tụi con có việc gì không? Hôm bữa mấy đứa nói là muốn kiếm việc làm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Bữa nay cô qua là nói việc làm ở đó. Thiệt hả cô? Trời ơi mừng quá. Nhưng mà làm gì? Ở đâu cô? Làm gần đây à, ở chợ mình nè. Ở chợ? Cô cho con làm được không cô? Được chứ, như cô đẹp vậy á, còn làm được, hỏi sao cô không làm được. Trời ơi đã quá, chuyến này tôi với bà được làm chung rồi đó. Nhưng mà cô, làm gì vậy? Tại con mắt thằng nhỏ nè. Không có sao, công chuyện này nó nhàn lắm. Khi nào con rảnh thì con làm, còn có khi bận con nghỉ, không sao hết trơn á. Cô nè cũng bận cái quán mà cô còn làm được nữa đó. Cô cũng làm chung với tụi con nữa hả? Kệ nó kiếm thêm mà, ở không làm gì. Chuyến này phụ nữ khởi nghiệp, phụ nữ tự cường, phụ nữ dùng lên. Chỉ tiêu công ty một tháng phải bán cho được 10 khách hàng, tương đương với 10 mã thì mình mua hết. Hiểu không? Mình mua hết. Ừ. 10 mã sản phẩm. À, có nghĩa là
mình mua hết cái mã số của 10 khách hàng đó. Rồi cái khi mình có được cái hoa hồng của 10 khách hàng đó là nó vô túi của mình. Đúng. Đúng không? Đúng rồi. Hoa hồng á sẽ được tính theo cấp số nhân. Bán một khách nhân đôi, bán cho hai khách nhân 4, tiền cũng vô túi theo cấp số nhân. Wow! Đó. Trời ơi, kiểu này bán được quá ta. Trời ơi, như vậy á. Vậy tôi bán á, tao nghĩ bán ở quán cà phê cho rồi đi. Ha, tôi bán cái này có lý. Bán quán cà phê á, thức khuya dậy sớm mà đã dậy tụi nó còn thiếu lên thiếu xuống nữa. Nghĩ làm này có lý ha, có lý á, được á, được á. Thương tình lắm á, mới chỉ cho hai người cách đó nha. Cảm ơn. Chung nhóm với nhau mà, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau chứ, giấu giếm làm gì. Nhưng mà lấy đâu ra tiền để mua một lúc 10 mã? Hả? Ha. Một mã là 3 triệu. 10 mã. Ôi trời ơi. 30 triệu. Tiền đâu dữ vậy? À, hay là để con về con mượn tía con xem sao? Được đó. Con á, con có tía con nhiều khi ổng giúp cho con á rồi con làm ăn lên á, lên nữa á. Rồi còn cô. Mượn tía đi em. Còn cô thì trời ơi, chẳng lẽ đi bán hết mấy vụ này hả? Mà cũng không đủ nữa. Chắc phải là hốt hết mấy dây hụi mới đủ á. Nhưng mà hơi kệ đó, vì sự nghiệp làm ăn, cố lên vậy đi. Nói chung á, ráng tìm cách đi. Thương lắm mới chỉ hai người cách tốt nhất rồi đó. Nhóm trưởng, bữa giờ tụi tôi làm thì cũng hiểu rồi đó. Nhưng sao mà thấy khó bán quá. Lúc đầu á, mới buôn bán mà, khó khăn chút thôi. Nhưng mà mình bán chừng cho 2-3 người thôi là mình thấy nó quen rồi, nó dễ là không có gì khó hết á. Nhưng mà bà con ở đây người ta nghèo lắm, kiếm một lúc mà mấy triệu vậy sợ không có đâu. Thôi bây giờ thì thương tình á, tôi chỉ hai người cái cách này bán rất dễ. Cách gì? Cách thứ nhất á là mình á bán cho những người thân quen hoặc là những cái người mà tin tưởng mình, những bạn bè với mình đó. Và những người này là những người có tiềm năng, hiểu không? Nôm na là có tiền đúng không nhóm trưởng? Đúng. Vậy là một lát nữa mình về mình lập cái danh sách, mình ghi tên hết những người mà bên dòng họ hai bên mình, bên nội bên ngoại, cô dì chú bác, bạn bè thân thích. Thế xong mình gom lại chắc cũng được số người đó. Được á. Được đó. Như vậy còn cách thứ hai? Cách thứ hai á là mình tự mua luôn. Được hả? Được, có là công ty chỉ cần bán được hàng thôi thì mình sẽ có được hoa hồng. Hiểu chưa? Vậy là sao nó lại coi? Thì có nghĩa là ngày xưa lúc mới vào nghề á, một mình tôi mua mấy chục mã luôn. Trời ơi, nó bây giờ đúng. Thấy không? Ngon lành đúng không? Ra đường không có lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa. Nó đi chơi nhông nhông suốt thôi. Trà này ngon. Tía, thằng con của con đâu tía? Má mày mới ẩm đi đâu trước đó, chắc đi nhiều chuyện rồi. Vậy thôi tiến đi mừng ăn nha. Ủa đi đâu hả? Dạ đi mừng ăn. Khoan, ngồi xuống ghế tí hỏi chút xíu chuyện coi. Cái gì nay đặt hỏi chuyện nữa trời. Thì ngồi xuống đi. Mận gì xách giỏ đi hoài? Mận gì vậy? Con mới có một công chuyện mừng ăn mới. Mừng ăn mới? Mận gì? Con làm chuyên viên tư vấn khách hàng đó tía. Chuyên viên tư vấn? Dạ, ngầu không? Tư vấn gì? Thì mình tư vấn bán hàng cho người ta. Tôi biết rồi, nhưng mà phải tư vấn bảo hiểm hay là bất động sản? Dạ không. Chứ còn gì? Tư vấn bán mã cốt. Trời ơi, nhái ơi. Dạ. Mà tí đâu có dạy mày làm chuyện thất đức, tới giờ mã mồm cũng đi bán được nó nhái. Trời ơi, tí ơi là tí. Dạ. Tí nghĩ cái gì vậy? Bán mã cốt ở đây giống như là bán cổ phiếu của công ty gì đó. Mà mình ăn lời trong cái tiền hoa hồng. Mà tí biết không, làm bán này lời ghê lắm. Lời? Mình bỏ một mà mình lấy lại tới 4 lần đó tía. Trời trời ơi, bán được chưa? Dạ chưa. Thì mấy bữa nay người ta cho con khóa học để mà chỉ cách bán hàng. Con bán được cho mình con à. Ủa, mình cũng mua được nữa hả? Dạ. Mà cái mã đó bao nhiêu cái mã vậy? Ủa, tía mua giùm cho con hả? Còn lâu à, trời đất ơi. Hỏi cho biết thôi. Ôi, tưởng nó mua giùm cho con. Nhiều cái hả? 3 triệu một cái. Cái gì? Trời
3 triệu. Dạ. Trời ơi, tôi làm hết hồn. Trời ơi trời, chưa mua gì hết mất 3 triệu rồi trời. Mất đâu mà mất. Thì lúc đầu ai cũng phải bỏ 3 triệu hết. Nhưng mà tí yên tâm đi, mình còn ăn lời trong cái tiền đó nữa mà. Tí lo gì. Sao tôi nghe cái này nó lạ lạ nghe. Cái vụ này tôi thấy nó kỳ kỳ rồi đó. Coi chừng bị gạt rồi nghe. Trời ơi. Tí lo xa quá, dễ gì. Mà tí biết Gia Hân không? À, chào. Gia Hân bạn con đó. Biết. Đó, nó cũng làm chung với con luôn. Rồi à, cô Diễm Hồng nữa. Diễm Hồng đâu? Thì cô Diễm Hồng bán cà phê nè. Trời. Ừ, tụi con. Cái bà đó mới đi nhiều chuyện từ đầu chơi xóm dưới thì mới biết chứ cái vụ kia sao mới biết trời. Ừ, có cái bà này tôi mới lo nè. Trời ơi, tí lo xa chứ có gì đâu mà lo. Mà thôi, con đi làm nghe, kẻo trễ. Trời đất ơi. Tôi hỏi. Dạ, thưa tía, chuyên viên tư vấn khách hàng đi làm. Nè, trời đất ơi, tự nhiên có cái bà Diễm Hồng mà vô. Lo à, vụ này lo nè. Trời đất ơi, sao mà nóng gì, nóng dữ vậy. Trời đất ơi. Nhà con gái cũng như không. Trời đất, gì quen quen vậy? Ủa? Cái này cô con nhái nó dành cho nhỏ mà. Ai làm vậy? Trời đất ơi. Trời đất. Ủa? Ông mới về hả? Ờ. Chưa có nấu cơm nha. Đói bụng thì chờ xíu. Cần biết cái gì? Thằng nhỏ đâu rồi? Bà Mười bà mượn ẩm qua bên hàng xóm chơi rồi. Còn con nhái đâu? Tự nhiên mới về nhà cái ông hỏi hết người này tới người kia là sao? Nó có chân có tay, nó đi đâu rồi ai mà biết. Bà làm má cái kiểu gì mà nó đi đâu bà cũng không biết trơn vậy. Tôi là má nó thì ông cũng là tía nó vậy. Sao ông không giỏi nhà để mà quản thúc nó đi. Giỏi có cái miệng ông không à. Nè dòm. Cái này gì đây? Gì đây? Trời ơi, cái ông heo của tôi. Trời sao ông đập nó? Ông có biết là tôi để bao nhiêu lâu mới được ông heo? Trời ơi, ông đập của tôi, ông Tư ơi. Sao ông đập con heo của tôi? Nên bóp mỏ bây giờ. Mày đồ điên hả? Con heo này là của hai nhái. Xác không? Của hai nhái hả? Ờ. Vậy là của tôi còn nguyên. Ờ. Hay quá. Mai cái con khỉ. Bà không tìm hiểu của nó đập heo làm gì? Ờ hen. Ủa nó đập ông heo làm gì vậy? Nói chuyện bà tôi tức lên máu tôi chết quá à. Nó đập làm cái gì? Ông bình tĩnh đi. Có gì đâu mà ông đông đỏng lên vậy. Thì chắc nó cần tiền nó mới đập. Nhưng mà phải hiểu nó cần tiền làm cái gì? Thì hổm rày nghe đâu nó đi buôn bán cái gì đó. Chắc nó cần vốn nó đập chứ gì. Coi chừng à. Coi chừng mẹ con mà bị gạt đó. Ông cứ tối ngày á y như Tào Tháo, ai ông cũng đa nghi hết. Riết hả? Không ai sống nổi với ông hết. Thôi, tôi vô nấu cơm. Tôi chưa nói xong. Thôi mệt quá, tôi không muốn nghe nữa. Để tôi vô nấu cơm. Trời. Cô Hồng. Hả? Làm con ly trà đường uống đi. Không có bán trà đường. Thôi, trà đá cũng được. Cũng không có trà đá. Ôi, kỳ vậy. Quán xá trà đường không có, trà đá không có, bán gì trời. Nghĩ bán rồi. Ủa nay nghỉ bán của Hồng? Nghỉ luôn rồi. Làm chuyện lớn. Ghê vậy. Dạo này á cô Hồng làm ăn lớn lắm. Chứ ba cái vụ như mà bán cà phê hay là trà đường gì á cô bỏ rồi. Cô Hồng, làm chuyện lớn chuyện gì không ấy, kể cho bà già này nghe chơi được không? Anh Ba Giai có 3 triệu đó không? Ừ. Nếu có thì về nhập chung với tụi này. Ừ. Mà làm gì mới được? Làm tư vấn viên bán hàng. Cái công việc này á nó nhẹ nhàng lắm. Tiền nhiều nữa nha. Bảo đảm ông làm ông đếm tiền mỗi tay. Đã vậy? Quá trời người làm luôn. Ừ. Ê, nghe ham á. Mà 3 triệu không có. Ê. Tao nhớ mày có cái xe xịn đúng không? Dạ.
chiếc xe đó ngoái tí mua con chở hàng á. Mày cầm đi, mày đem ra mày mua mã code à, làm vụ này ha, mày mốt mày thiếu gì tiền mày mua quá trời xe cũng còn được nữa mà. Bậy rồi, suối bậy rồi, tí biết được tí quýnh chết à. Trời đất ơi, thì cầm thôi, đâu có mất đâu mà ông lo. Đúng rồi đó, lỡ như anh gia nhập với tụi tôi kiếm thiệt là nhiều tiền, lúc đó tí anh biết được khen anh không hết lời thì thôi. Được rồi, đúng rồi, đúng hay chưa. Làm không, để suy nghĩ lại nè. Trời, mệt quá. Tính để nó suy tính đi, mình nó lo cái chuyện của mình, đừng thèm nói nó nữa. Kể đi ha. Đúng rồi, cô Hồng cũng gần cả tháng rồi đó. Hồng ấy giờ mình gọi cho nhóm trưởng đi, hỏi coi cái tiền hoa hồng tháng này chừng nào nhận. Ha. Để cô gọi thử coi sao ha. Dạ. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Có một cái tiếng nói rất là quen. Thuê bao quý khách vừa gọi. Chết rồi, là không gọi được đó. Thì đâu có gọi được đâu. Cô coi coi, cô có bấm lộn số không vậy? Làm gì có chuyện lộn. Nè cô Lưu nè, thằng Giang đa cấp. Đúng rồi, tới thằng Giang đúng không? Sao kỳ vậy, hôm qua cô còn gọi nó được mà. Để con, hay bà gọi thử đi. Để con lấy điện thoại con gọi cho. Gọi thử coi, chắc lẽ tao lưu số lộn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cũng được luôn. Sao kỳ vậy ta? Sao nghi quá vậy nè? Trốn rồi. Ông nói xôi không à? Ăn nói bậy bạ, phun nước miếng nói lại mày. Buộc miệng nói thôi, tự nhiên quýnh người ta dữ. Cái miệng ăn mắm ăn muối vô duyên. Ba về nó được. Anh Tư. Chú Tư. Làm sao vậy anh Tư? Chú Tư. Sao anh ngồi đây, ngồi sao đây nữa? Ngồi đây anh. Sao gì tía? Đây nè, mới ngoài chợ nè, đồn gần. Công ty mà mấy người làm ăn chung đó bị công an ập vô bắt rồi. Hả? Hả gì? Chết giờ sao? Là chuyện gì? Tôi lừa đảo cái gì? Tía, công ty của tụi con bị lừa đảo hả tía? Công ty nào bị lừa đảo? Nó lừa đảo người ta thì có. Hả? Gì vậy? Gì Diễm Hồng này cũng sắp bị công an bắt vì tội lừa đảo hả? Mấy người không có liên quan đó, mấy người chỉ là nạn nhân thôi. Có điều là bây giờ không biết ăn nói làm sao với mấy cái người mà bị mấy người dụ đi nè. Tôi chết rồi. Bữa giờ á, bà con hai bên nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ, cô dì chú bác, hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thiết, nguyên cái xóm kiểu lá này nó từ mặt tôi. Chết cha rồi, ai mà đã cho tôi nhiều chuyện. Còn con nữa làm sao nói với lại tía của con đây? Trời ơi, tía, con heo đất của thằng con trai con. Mày đừng có nói heo đất, tao chưa tính sổ mày đó. Trời ơi, cũng tại thằng này. Gì nữa? Tại thằng ba dai này. Tự nhiên đổ thừa con. Mày là cái thằng giới thiệu công ty đó cho tụi tao nè. Thôi đừng tránh nó tội nghiệp, bỏ đi, cứ coi như là của để thay người đi. Tôi định qua đây là báo tin xong mới là uống cà phê luôn. Bây giờ cho ly cà phê đâu đi coi. Quán đóng cửa nghỉ luôn rồi. Ủa? Nghỉ nè mày. Chứ nãy mới nói. Hồi nãy là tao tạm nghỉ thôi, còn bây giờ tao tuyên bố nè, tao bán lại. Mày uống gì? Cái gì vậy? Mày ý thèm nói gì vậy? Hả? Uống gì? Bán gì uống cái đó. Còn uống gì? Dạ. Xin tố nha, nước cam nha, hai cái đó đều ngon, đều bổ ha. Mày, anh uống gì? Gì đó? Đợi chút nha. Bán cà phê làm gì giang hồ, chỉ gì? Đúng rồi. Mày làm gì vậy? Mày không thấy tao đang câu cá hay gì mà hỏi? Trời đất ơi, ăn rồi tối ngày phá làng phá sớm rồi giờ ra đây câu cá nữa. Cá đầu câu. Sư, ngày hôm qua câu được hai con luôn á. Trời. Rồi mày á, sao không chạy xe ra đây kiếm tao làm chi? Xe hư mất tiêu rồi, lấy gì chạy? Ăn ở không sáng giờ nè. Ê, hư xe kiếm tao mượn tiền phải không? Trời đất ơi, tao không ngờ mày là anh em chí cốt của tao luôn. Ba lít, tao chưa kịp nói gì chân mà mày biết tao muốn gì luôn.
Có tiền cho mượn chút đỉnh sửa xe đi. Cả xẻo lá này, mày không mượn, mày mượn ngay cái thằng mà nó khổ nhất. Không còn một cắc nè ông nội. Vậy chứ giờ xe tao hư, tao bỏ ngoài tiệm sửa xe rồi không có tiền sửa rồi, sao giờ giúp đỡ đi. Mày chạy qua bà ruột hồng kìa. Trời ơi, tao qua bả trước kiếm mày nữa. Tao qua tao mới mở miệng nhắc vụ mượn tiền, cái bả nói tao chưa trả nợ uống cà phê của bả, bả không cho tao mượn nữa. Trời đất ơi. Khoan, có điện thoại, đợi xíu. Alo. Sửa nhiều cỡ nhiêu lận? Trời đất ơi. Nhưng mà là chính xác cụ thể là nhiêu, nói cho người ta biết đường ta chuẩn bị. Chưa gửi hả? Biết rồi, để tôi tính. Ê, sửa tới 1.500.000 lần hả? 1.500.000 lận mày ơi. Chết rồi. Giờ không ấy mày bán da chai luôn đi chứ mày tiền đâu mày sửa. Đâu có được. Nhiêu thiện nhiêu cũng phải kiếm tiền để mà sửa chiếc xe, cái xe kiếm cơm của tao mà. Vậy mày đi kiếm ai mượn, mày đi gom tiền về mày trả cho người ta đi. Đúng rồi, để tao đi. Ê. Hả? Mày không có đồng nào cho tao mượn thiệt luôn hả? Tao lại mày, không còn một cắc nè. Không ra tao bực bội hơn. Bà Lích. Tí tao không biết kiếm làm gì. Bà Lích. Chào chú Chính. Bỏ đi, không có câu kéo gì, đi về liền. Đang câu. Chả cái gì, bỏ nó đi, nghe lời tiếp, đi về. Về làm gì? Tao nói tí đi ra ngoài chợ á, có công chuyện chút xíu rồi nghe người ta đồn. Người ta nói có cái công ty gì á, dài dép gì đó, nó mở, nó tuyển người vô làm, đang bán hồ sơ. Coi gì chạy lên mua hồ sơ đi, xin đi làm với người ta. Đặng hàng tháng có lương rồi con, tao thấy mày lông bông không á. Biết gì đâu làm trời. Thôi kệ, làm thì làm, ở nhà riết cũng chán, không có tiền xài. Chú Chính, là chú kêu Bà Lít đi làm công nhân hả? Không biết tuyển cái gì đó, cứ xin như đó rồi tao bố trí bằng cái gì đó mà cái đó. Con làm được không chú Chính? Sao không được, người ta đang tuyển mà. Dạ. Mà nè, mày tính bỏ nghề chạy xe ôm làm sao đi mày? Tại xe ôm con hư mấy bữa nay rồi, sửa chưa lấy được nữa, không có chuyện làm gì hết trơn á. Vậy coi hết được á thì đi với Bà Lít lên trển mua hồ sơ, hai anh em đi làm chung cho vui. Dạ. Ủa tía, là trên đó người ta nhận nhiều người lắm hả tía? Thì nghe người ta nói vậy á, lên trên đó hỏi rồi mua hồ sơ nghe con. Ê, vậy bây giờ tao về tao lấy xe, tao lên trên đó tao mua bộ hồ sơ liền ha. Ê, cho tao có gian chứ. Cũng được á, đi. Đi nghe tía. Đi đi nghe chú Chính. Nè, ghi chú này cho đẹp đẹp coi. Dạ, chú muốn ghi không? Ghi. Ủa, hai anh em con đang làm cái gì vậy? Dạ, ghi hồ sơ cho anh hai á má. Ủa, hồ sơ gì? Dạ, hồ sơ anh gì có má. Hồ sơ xin việc làm, sao con không viết để cho em viết vậy? Tại con ghi chữ xấu, nhờ với An ghi chó đẹp. Ủa, không chạy xe ôm nữa sao mà lại xin việc làm? Con thấy chạy xe ôm ngoài nắng ngoài nôi cực thấy bà luôn, mà cũng không có nhiêu tiền hết. Con với Bà Lít rủ nhau nộp hồ sơ trong công ty á mẹ, làm tới tháng lãnh lương. Vậy cũng được. Viết đi. Con xin đi làm á thì cũng được hơn là chạy xe ôm. Chạy xe ôm á, có đồng nào tụi bay nướng vô quán hết trơn. Vậy còn chiếc xe làm sao con? Xe con gửi ngoài tiệm sửa xe á, tại chưa có tiền cho nên còn để ngoài chưa dám kêu người ta sửa. Con kêu người ta sửa đi, rồi má đưa tiền cho con lấy. Gì? Má cho con tiền sửa xe hả? Trời ơi, có tiền gì mà giấu nghe. Đại gia ngầm không hay ta ơi. Giấu đâu, má có tiền, nhưng mà phải để dành lúc ốm đau. Rồi còn để dành sửa nhà nữa nè. Khi nào cần thiết á thì má sẽ đưa ra. Dạ. Đưa trước, nhớ lãnh lương về trả lại cho má. Trời, đại gia không cho luôn đi còn cho mượn nữa. Mà má yên tâm đi, mười mốt tới tháng lãnh lương xong con trả cho má một cục tiền luôn, con bo thêm cho má mấy trăm ngàn nữa, chịu không? Xong rồi. Thấy đẹp má. Ok. Ê. Gì? Tiền công em đâu? Thiếu đi. Hai nói cái gì? Cho hai thiếu đi. Cái gì? Không chịu đâu, đưa tiền cho em. Má. Má cái gì? Má. Anh hai nuốt lời kìa má. Má. Nè, con biết anh hai con đâu có tiền đâu mà con xin. Đúng rồi đó. Giờ em cho anh hai thiếu đi. Mười mốt anh hai làm công ty, lãnh lương cho em đi ăn kem, đi ăn cái viên chiên nữa. Vậy hen.
có bao giờ có tiền đâu mà cho người ta chứ. Con đi nghe má ơi. Trời ơi, sao không ăn sáng mà đi liền vậy? Thôi, con đi cho kịp, con còn qua rủ con ba lết đi nữa. Cái gì vậy? Bữa nay ăn mặc gì sao nhìn nó kỳ kỳ á. Má con nói kìa, không biết gì trơn, người ta đi làm công ty là phải ăn mặc lịch sự đàng hoàng gì nè. Đúng rồi đó, bữa nay anh hai phải đàng hoàng như vậy đó. Đúng rồi. Đi làm mới được chứ. Ừ. Đi làm nhớ ăn nói cho đàng hoàng nghe chưa, không phải giống như ở nhà phát biểu linh tinh. Trời ơi, cái đó má khỏi dặn con má ơi. Ở nhà là con nói chuyện với má với bé An cho vui thôi, chứ con ra đường là con ăn nói đàng hoàng chững chạc dữ lắm chứ bộ. Thôi đi ra. Ờ à, đi đi. Đi qua nhà ba lít kiếm nó nữa. Rút teo. Ui. Dạ con chào chú Tám mới qua. Em chào anh. Chào cưng. Trời đất ơi, nhà cửa gì tối thui vậy? Bật đại cái đèn lên coi Tèo. Nè, đeo kiến đen mà nói người ta không mở đèn. À, con quên. Nó vậy không đó má, làm chuyện không giống ai chừng á. Những người làm chuyện không giống ai là những người phi thường. Tao tính qua kiếm mày nè. Trời đất ơi, tao ủi đồ xong đợi mày cả buổi luôn không thấy mày qua. Trễ giờ bây giờ nè. Thì tại tao cũng xuống sạn quá trời nè. Nè, nhìn hai đứa con bữa nay hoành tráng quá ha. Ba ba im không, im không? Em. Thím Tám biết sao không? Bây giờ tụi con đã có công ăn việc làm ổn định, có một cái tương lai tươi sáng. Sau này tụi con còn phải có vợ nữa. Cho nên phải sạch sẽ, tươm tắt. Ê ê ba Lít, tao với mày vô trong đó làm văn phòng mà ngồi máy lạnh chắc mơ mút, trắng tươi quá mày. Trắng là đúng rồi. Mày không biết đâu, lúc hồi nhỏ tao trắng tươi à, tại tao không có việc làm, tao đi ngoài đường riết rồi tao đen vậy đó. Vô cỡ một tuần một, y như cục bột. Trời, hồi xưa má tao nói đẻ tao ra cũng trắng tươi à, đúng không má? Tại vì tao chạy xe ôm nên mới đen vậy thôi. Thôi khỏi có nói nhiều, vô trong đó ngồi một tuần đi. Ai trắng ai đen rồi sẽ hiểu. Đi, hai đứa mình cùng nhau tiến bộ, cùng nhau đi tiến lên. Đường tương lai của chúng ta đó, cố gắng lên nha bạn. Ừ. Dạ chào chúng ta. Ừ. Chào cưng. Em chào anh. Má đi nghe má. Ừ. Đi nghe bé An. Dạ. Anh hãy cố lên nha. Ừ. Nhanh lên ruột ơi. Cố lên. Ờ đợi. Đi nghe. Đi nghe. Đi nghe má. Ừ. Bye bye anh ơi. Mình vô ăn cơm á. Đi. Chị Tám. Ủa anh Chính. À. Đi đâu mà nhìn mảnh tỏ quá vậy? Ta nói mấy bữa nay á, trái gió trở trời, đi lên trên xã xin mấy viên thuốc uống. Dạ. Sẵn đi ngang ghé hỏi chị, hình như sáng nay là ba Lít nhà tôi ghé thằng Tèo rủ đi làm phải không? Dạ đúng rồi, hai đứa nó đi làm chung. À. Trời ơi, nhìn nó hả, ăn mặc lịch sự, áo và quần đồ, nhìn nó lịch sự lắm đi. Kỳ này chắc nó làm văn phòng á anh. À, thì chứ sao, hai đứa tụi nó phải làm văn phòng, chứ làm gì bậy bạ tụi nó không có làm đâu. À. Hai anh, khiêng hết tất cả những cái thùng này lên phòng hành chánh giúp tôi. Là khiêng hết cái đống này luôn hả anh? Đúng rồi. À, em ý kiến cho em xin thời hạn. Thời hạn gì? Là tụi em phải khiêng tất cả cái này trong vòng một tháng, một tuần hay là một ngày. Cái gì mà một tháng, một tuần, một ngày? Trong vòng một giờ. Hả? Nhanh lên. Trời trời, tao tưởng đâu vô đây được ngồi văn phòng máy lạnh. Ê, gì? Mày không nghe ổng nói hả? Khiêng cái này lên văn phòng thì chắc mình khiêng cái này hết rồi bắt đầu mình lên trên văn phòng làm. Ờ, à, cũng đúng nha. Rồi giờ sao giờ? Khiêng chứ làm sao? Một đống gì biết cái nào trước, cái nào sau. Làm theo cái nguyên tắc cơ bản, nhỏ trước, lớn sau. À, thôi khiêng đi. Để tao xăng áo lên. Để phụ, để tao phụ cho. Ồ, nặng quá, nặng quá. Tôi thấy hai đứa đó là đi làm chung đó nha, tôi yên tâm lắm. Ừ, nè, cái thằng ba Lít nhà tôi á, nó đi làm với thằng Tèo á. Thằng Tèo mà có chuyện gì á là nó bảo vệ tới bến luôn á nghe. Cái thằng ba Lít nhà tôi nó lanh lắm. Thì thằng Tèo nhà tôi nó cũng vậy, nó cũng lanh lắm chứ bộ. Có gì vậy? Nó bảo vệ con anh, thằng ba Lít luôn. Đó, bởi vì người ta nói tình làng nghĩa xóm là ở chỗ đó, tối lửa tắt đèn có nhau. Dạ. Em cũng cầu mong cho hai đứa nó đi làm nên sự nghiệp.
Ừ. Mong là vậy. Các anh nghĩ sao vậy? Trướng như con voi, khiêng những cái hộp nhỏ như thế này từng cái rồi biết khi nào mới xong. Dạ thưa anh, tụi em á làm việc theo bài bản đàng hoàng, nhỏ trước lớn sau. Mấy cái hộp này á là lớn hơn những cái hộp lúc đầu tụi em khiêng rồi đó anh. Dạ dạ đúng rồi anh, em khiêng từ từ tới mấy hộp bự anh. Nhỏ thì mình có thể là một người khiêng một cái được, còn không á những cái hộp nhỏ hơn thì có thể khiêng cùng lúc nhiều cái được mà. Ủa anh, mình khiêng một lần 2-3 thùng cũng được luôn ha anh? Được chứ sao không. Tụi em chắc khiêng không được rồi đó, anh làm mẫu cho tụi em xem ha anh. Rồi ok. Wow. Nó nhìn đi. Ừ. Cũng đơn giản chứ khó khăn gì đâu. Ôi. Superman. Quản lý có khác mày ơi. Má ơi, chưa thấy 2 giờ nữa vậy má. Thì chắc cũng sắp về rồi. Má đã để phần cơm cho anh hai riêng rồi. Để xong cái này là mình vô ăn cơm, nha không? Dạ. Anh hai về kìa má. À. Em chào anh hai. Má mới về à? Ủa về rồi hả? Dạ. Đi vô trỏng thay quần áo, rửa mặt rồi ăn cơm. Dạ dạ. Sao hôm nay ngày đầu tiên đi làm mà má thấy con uể oải quá vậy? Đâu có đâu. Con khỏe lắm, khỏe. Công việc con ngon lành luôn á. À, vậy thì má cũng mừng. Dạ dạ. Thôi con vô trong nha. Ừ. Vô rửa mặt đi con. Nhìn anh hai sao đi vô. Sao? Đi vô ăn cơm con. Dạ. Đi. Ôi sao mặt nó dữ vậy trời. Ôi phải chi lúc này mà có con tèo xe ôm á, nó chở mình về nó đỡ gì đâu á. Nó chở mình về cũng đỡ. Mà lúc cần nó không thấy đâu hết trơn á. Dạo này nó còn đi làm nữa chứ. Ruột. Hả? Ui. Ủa? Bà lớn hả? Ừ. Sao mày không đi làm chung với Tèo hả? Nghỉ rồi. Sao nghỉ? Tại công việc á không phù hợp nên nghỉ. Tại tôi là lao động là trí óc chứ không phải lao động tay chân. Ủa, vậy thằng Tèo nó cũng nghỉ luôn rồi hả? Phải rồi. Trời chứ nghĩ sao, anh em ruột rà với nhau, tôi nghỉ nó làm chi? Vậy để ngày mai cô Hồng còn quá trời đồ ngoài chợ á, họ để mai kêu á nó chở mình đi mà được ha. Đúng rồi. Ừ. Có 3 cái đồ nặng gì đó cứ kêu nó chở ủng hộ đó. Ừ ừ ừ. Mới đi chợ hả? Ừ, chợ quá trời về bán nè. Mua đồ ăn quá trời luôn nha. Ôi. Cái gì vậy? Này mà ăn cái đã lắm à. Cho con trái ha. Đồ tao chưa bán mà mày quăng gì hư hết sao? Trời ơi, xin trái ăn sáng giờ chưa ăn gì hết. Ăn này chắc đã khác luôn. Đồ chưa có gì mà mày xin ăn. Trời, coi như là cho mở hàng đi. À, thôi mày ăn đi. ăn đi. Thôi mày sẵn mày xách bụng tao về nhà đi rồi có gì cũng có phe luôn ha. Ừ trời ơi, con cũng tính ra quán cô à. Gì vậy? Điện thoại, đợi con cái. Alo. Gì? Vợ mày đẻ hả? Trời. Rồi sao không chở lên trạm xá đi? Cái gì? Rồi, tao qua liền, đợi nghe. Vợ chính đẻ. Rồi, tới liền nha. Trời ơi, nó phụ cho mình, bây giờ nó bỏ đi à. Ăn chiếc xoài của mình nữa. Cái thằng lâu ca. Hai. Trời Phật ơi. Lỡ đây ngồi cả buổi không thấy ai hỏi han gì hết trơn. Té ra hai người đi chơi nha hả? Đâu có đâu, anh ngồi chơi chút xíu nha, em vô chút xíu em ra nha. Chú hai. Ủa? Lâu quá trời hôm nay không gặp chú hai. Nghỉ đi làm hả mày? Nghỉ rồi chú ơi. Sao nghỉ rồi? Không nghĩ có án mạng xảy ra. Đất ơi, vụ gì dữ vậy? Không phải tại con, mà tại vì tụi con đang làm cái ông quản lý ông nói gì nè. Thôi, hai anh nghỉ giùm tôi cái đi. Tôi nhìn thấy hai anh là tôi tức, tôi học máu tôi chết á. Đi liền. Đi ra ngoài liền. Đi nhanh lên, đi. Không còn một cơ hội nữa. Không, chứ. Đi ra ngoài liền. Đi thiệt luôn hả anh? Đi liền, không có nói nhiều. Anh cho em bắt tay cái gì? Không có bắt tay gì hết. Nghỉ việc, không bắt tay gì nữa cho nó. Đi, nhanh lên, ra ngoài. Đi nha. Đó,
Ông nói vậy đó tụi con đâu dám làm nữa. Lỡ đang làm ông mắc công ông chào má ông chết rồi lấy gì đền người ta. Vậy đó hả? Dạ. Thôi mẹ ơi, trở về chạy xem ra ôm cái nghề truyền thống đi. Đúng rồi đó. Con nghiệm nghiệm cũng thấy chú Hai nói đúng á. Đi vòng vòng cũng về nghề xe ôm nè, làm như xin nghề tử nghiệp hay gì á. Nói là thấy ghê, ai dám đi xe mày mày? Không phải, ý con là làm cái nghề chạy xe ôm này chắc tới già luôn quá à. Ừ, xã hội tao phân công rồi, tao nói thằng nào cũng vậy à, nghề nào nghiệp mấy à. Sống muộn vòng vòng cũng trở về ông đau mà phải không? Đúng rồi. Nhưng mà cái nghề nào cũng vậy chứ á, mày tâm quyết là cũng làm ăn cũng được à phải không? Dạ đúng rồi. Chút chở tao đi ngân hàng cái nha. Gì? Chú Hai đi ngân hàng hả? Ừ. Ôi, điều này là có tiền gửi ngân hàng ra lấy lãi rồi nghe. Tao chưa nói hết câu. Kế bên ngân hàng nó có cái chỗ đóng tiền điện, chở tao ra đó đóng tiền điện người ta. Ủa là đi đóng tiền điện chứ không phải ra ngân hàng lấy lãi hả? Đi đóng tiền điện. Thôi, thôi đi. Nhưng mà xe sửa chưa? Sửa đàng hoàng ngon lành chứ trời. Chạy im ghe liền. Đúng có giống như bữa hổm nghe. Chết máy dọc đường đó, măng nhục với ta đó nghe. Trời ơi, con quay về cái nghề sơm là cũng làm máy, làm xe lội im lắm. Con quay lại nghề chú Hai mở hàng con cuốc cho nó ngon lành ngọt ngào kìa. Để anh ta nói cha mẹ không giống giống người mở hàng á, mở hàng cho ngọt ngào. Mày muốn mở hàng hay đóng hàng gì cũng được hết á.